Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Lúc mà rạng sáng ngày hôm nay thì ở trong này cũng mưa mà mưa khá là to. Hiện tại mình cũng đang khoảng tầm buổi trưa rồi, mình cũng vừa vào đến đây một lúc thôi quý vị nhá. Hôm nay thì vì là mưa rất là to, mưa nhiều nó ảnh hưởng cơn bão ấy, thì đội thợ hôm nay cũng nghỉ. Mình cũng đang đứng ở nhà em Bí Thư ra. Thì lúc hôm qua đội thợ cũng đã xây, hầu như là xây hết cái phần thô rồi nha quý vị nhá. Thu hồi nóc rồi thì là những cái bức ngăn tường các thứ ấy xây xong rồi. Sáng nay đội thợ cũng nghỉ vì là trời mưa, đâm ra cũng không thể vào được và cũng không làm gì được. Lẽ ra là mình có cái mái tôn ấy thì làm mái xong các anh em thợ chát ở bên trong mưa làm nó dễ hơn, nhưng mà vì là ở trên này ngày trước ấy cũng có một cái xưởng bán tôn, nhưng mà vì ở trên này mật độ dân cư nó thưa thớt, bán không được hàng mấy, người ta cũng đóng cửa rồi ấy. Thì cái tôn lạnh mình phải đặt dưới thành phố, đặt 2-3 hôm nay rồi, chờ xe người ta đủ chuyến hàng người ta mới kéo lên đây. Tại từ thành phố Hà Giang lên đây nó rơi vào tầm 150 km là đến thị trấn, phải chờ cái đủ chuyến xe hoặc là người ta lên thì người ta mới kéo lên được. Tại vì mình số lượng mình đặt ít ấy, chỉ đủ làm cái nhà thôi, đâm ra không bỏ chuyến người ta phải chờ chuyến thì lên mình mới bắt đầu lên được. Trời mưa rất là to luôn. Thì mưa ảnh hưởng bão này tất nhiên là phải tạm hoãn rồi, tại vì xây xong thì chờ chát đấy. Chát thì bây giờ mái mình chưa làm được, đang chờ tôn, không thể làm gì hơn được. Xin báo cho em một cái tin là cũng cách đây khoảng 2-3 hôm ấy, cũng có một mạnh thường quân ở bên nước ngoài, tên là bà Tư ở bên Mỹ, thì bà cũng có gửi cho em Bí Thư già là 250 đô, quy đổi ra tiền Việt là được 5.700.000 đồng. Thì bà Tư có nói là cũng đưa cho Bí Thư già cái tiền để chi tiêu hàng ngày, vì là nhà em Bí Thư và đang làm nhà ấy, chúng ta cần rất là nhiều khoản chi tiêu. Thì hôm nay mình cũng vào đây mình cũng xin là đưa cho cái số tiền này cho Bí Thư già luôn, là cái số tiền này là của một mạnh thường quân tên là bà Tư ở bên Mỹ ấy, cũng gửi cho anh 250 đô, quy đổi ra 5.700.000. Cũng gửi cho em này, cũng em cũng có một lời cảm ơn là đến bà Tư ở bên Mỹ. Dạ vâng ạ. Vâng thì con cảm ơn bà Tư rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi con từ như cái công việc, và cảm ơn cô đã gửi số tiền cho con để con chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Con cũng không biết nói gì, chỉ mong gửi lời chúc sức khỏe cô, chúc cô luôn thành công trong cuộc sống, chúc gia đình cô luôn hạnh phúc ạ. Dạ vâng, thì em Ngọc cũng chả biết nói gì hơn. Qua cái video này thì cũng cho phép em Ngọc xin được thay mặt gia đình em ra cảm ơn đến bà Tư rất là nhiều. Bà đã có phần quà dành cho gia đình em ra, và đặc biệt là những trong những cái thời điểm mà em già đang rất là bí và trong những cái làm nhà như thế này, em Ngọc cũng xin chúc bà Tư luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống ạ. Dạ vâng, em Ngọc xin cảm ơn rất là nhiều. Dạo này thì ảnh hưởng cơn bão ấy quý vị, đâm ra là hai hôm nay nó sẽ làm mưa. Cái nhà của em Bí Thư già ấy thì như ngày trước em mình cũng nói chuyện với em Bí Thư già là như em già cũng mong muốn là làm một cái kiểu mẫu nhà để làm gương cho bà con sau này. Thì em cũng muốn là làm cái nhà bếp bằng dùng bằng bếp ga ấy, chứ không phải đun bằng bếp củi ở dưới này, để cho bà con hay đi lại ở đây vào đây cũng làm gương cho bà con, để làm kiểu mẫu cho bà con sau này bà con học tập theo ấy. Thì là cũng em già cũng như mình với em già cũng mong muốn là làm cái bếp ga này, bếp ga bằng bệ, và bên kia là cũng có bồn rửa bát các thứ ở đấy, cũng như mong muốn của em Bí Thư già là như vậy nhá quý vị nhá. Cũng mong muốn là có làm cái bếp ga để làm hình nhà mẫu cho bà con học tập theo ấy, để đỡ đun cái bếp củi. Tại vì nhà em cũng có hai nhà rồi, nhà bên trên là đun bếp củi thì để ngô ở bên trên, còn dưới này là theo phong cách một người dưới xuôi luôn, không để ngô không để gì cả, chỉ đun bếp ga thôi, và lát gạch hoa gạch nền sạch sẽ, vệ sinh từ hoại bên trong nhà. Thì theo mong muốn em già ngày trước cũng như vậy, bởi vì chính em là cũng thấy phong tục ở trên này là đun bếp củi ở trong nhà là cũng rất là đen tường rồi bẩn,
Thì em cũng muốn là em sẽ làm người đầu tiên ở trong bản để làm đun bàn bếp ga để tránh cái khói, bởi đun làm củi có khói rất là nhiều và đen phòng cả phòng ăn, phòng bếp ấy. Thì em muốn là đun bàn bếp ga thì nó cái khói nó sẽ giảm hơn, thì nó sẽ sạch sẽ hơn so với bếp củi ạ. Rồi. Vâng. Đấy cũng theo mong muốn của em đi từ già thì mấy anh em mình cũng là bàn trước là như vậy ấy, để mình làm gương cho bà con. Như trong bản này có nhiều người dùng bếp củi chưa? À bếp bếp gas quên. Bếp ga, bếp ga thì cũng có nhà anh trai dùng bếp ga nhưng mà vừa củi vừa ga. Vừa củi vừa gas thì Vâng. nhưng mà nói chung là ở trên vùng cao này mà tính ra để mà ở khu này mình hiếm củi cái thứ này nói chung Vâng. là cũng không phải hiếm lắm, Vâng. nhưng mà để đun đun bếp ga thì cũng được Vâng. hoặc là bếp củi cũng được, nó tùy từng điều kiện gia đình, nhưng mà mình muốn là muốn để cho bà con sau này có điều kiện này bà con càng làm gương theo Vâng. đấy, để tách cái bếp ra ngoài để cho nó sạch sẽ không đen tường các kiểu ấy đấy, cũng mong muốn là như vậy. Còn là cái diện tích của nhà em già ấy thì ngày trước mình cũng tính với em già đầu tiên là hai anh em cũng tính là làm nhà ống, vì lý do vì sao lại làm nhà ống, mình thật sự cái bản thân mình với em già mới đầu rất muốn là làm cái nhà ngang để cho nó rộng rãi và cho nó hợp Vâng. với cả cái không gian của trong nhà quê mình, nhưng mà vì là cái ở đây cũng có một số điều mà quý vị chưa hiểu lắm, vì là ở đây bà con người ta cái tình làng nghĩa xóm người ta quan trọng lắm quý vị, mất đi một cái tình làng nghĩa xóm là ở đây là người ta sống từ trước đến giờ rồi, vì là cái làm cái một cái ngôi nhà ngang ấy thì nó chiếm hết cái diện tích ngang ở bên cái đất nhà bí thư già mà chắn luôn cả cái hướng nhà người ta, làm cái nhà ngang ở đây thì che phủ lên đi ra ngoài này Vâng. xem, nó sẽ là che hết cái góc của bên nhà cái người ta ở trên lên là một này, hai nữa là khuất cái đường đi lại, cái đường đi lại ở trên này ấy, thì là nó vừa đủ cái đường lối lên nhà người ta, như quý vị nhìn thấy, nếu mà xây nó sẽ là chiếm vào một cái góc của nhà bên kia người ta không muốn, là vì sao ở trên này thì là có nghĩa là cái nhà gỗ ấy, nhà gỗ ở nhà gỗ trên với nhà gỗ dưới ấy, thì là ở đây thì người ta làm được nhưng mà cứ đặc biệt là nhà xây người ta kiêng kỵ đấy kiểu như vậy, thì ra người ta không muốn, là em già làm được cái nhà ngang như này thì cũng vận động cái nhà anh ở trên này rất là nhiều, thì cũng người ta cũng không muốn đâu chứ không phải là mình đất nhà mình muốn làm nào thì làm, ở trên này nó nhỏ như vậy nha quý vị nha, tại vì là nó một là cái đường lên là nó hẹp, hai nữa là người ta khuất vào cái góc nhà người ta ở nhà trên người ta không thích ấy, với cả nhà bên kia cũng hết đất rồi, là mình cố lắm chỉ được hơn 9 mét từ chiều đấy qua chiều này, khoảng hơn 9 mét 2 gì đấy, còn chiều sâu vào là khoảng hơn 7 mét, 7 mét rưỡi, hơn 7 mét rưỡi tính ra cũng khoảng hơn 60 mét vuông, 60 mấy mét vuông ấy, nhưng mà cái này là bao giờ làm xong mình sẽ đo lại diện tích lần nữa, cả thềm hè các thứ mình cũng là đo lại. Đấy là một cái điều ở trên này mà nói chung là một số cái mình cũng không tiện chia sẻ lên mạng xã hội ấy. Thực sự ra là cái nhà em già này ngày trước trước khi làm nhà ngang này cũng vận động cái nhà anh này cũng không muốn là cho làm nhà ngang đâu, tại vì che nhà người ta là một hai là không có đường lên ấy, chứ không phải là mình không với em già là không muốn làm. Vâng. Thì cái này thì em cũng vận động là cái anh hàng xóm ngay cạnh nhà em là cũng bảo là thôi bà con với nhau thì san sẻ một chút. Thì em cũng làm thì cũng để cái lối cho anh đi. Tuy nhiên nó sẽ hẹp hơn so với làm cái nhà ống. Và cái nhà làm kiểu dạng bây giờ thì rất là đẹp nhưng mà lối đi vào của nhà anh thì cũng hơi hẹp một chút, thì cũng mong là anh thông cảm. Cái này thì em đã nói chuyện với anh và anh đã đồng ý và chia sẻ cho em. Còn cái nữa là vừa rồi ấy, thì anh cũng bảo là thôi vật liệu thì không vào đấy tận tận sân tận nơi ấy, thì anh bảo là nếu mà anh em mình ấy chở từ bên kia vào thì lại rất là khó khăn, mà xa vật liệu, làm nhà mà xa vật liệu thì rất là khó khăn. Đúng rồi. Thì anh mới bảo là thôi thì giờ cái rào đá của anh để xe ô tô qua được. Rồi. Vâng ạ. Thì cũng anh cũng mong muốn là vừa rồi nói chuyện riêng với anh ấy, thì anh cũng mong muốn là để mình có cái lối đi sạch sẽ, nhà trường không bẩn. Thì bây giờ hiện tại anh cũng chưa đủ điều kiện, thì gọi anh xem anh
ý kiến anh thế nào? Bởi vì anh muốn là xếp xếp cái đá để phân chuồn lợn nó không bay vào nhà trường, rồi là cái đường lối đi của nhà mình cũng sạch sẽ hơn. Tức là cái đất này là ngày trước là đất anh đến tận đâu? Đất này á? Đất nhà anh ngày trước đến tận đâu? À, đến đây anh à? Trước là đất nhà anh là đến đây, là cái lối đi đủ xe máy Nhưng đi bây giờ thôi. anh là muốn hiến hay sao? Hay như nào? Vâng, ý của anh là anh muốn hiến rộng rộng một chút để cái lối đi vào thôn vào trong này nó sạch sẽ hơn đấy. Vâng. Cái này là nhà của nhà anh trên này đúng không? Vâng ạ. Anh có nhà thì em gọi ra đây, không có Không biết nhà. là anh có nhà ở sân này. Em đi cắt củi hay là đâu mà. Tuần này. Với anh đấy. Anh chủ nhà đây đúng không? Chủ nhà đây vừa đi chặt củi về. Vâng. Hỏi đi hỏi anh xem là có muốn hết đất hay gì không? Ủa thì giờ sai bây giờ khó ăn thì ý là rõ ý họ chỉ tốt thà xa cỏ chết lo lò tàu thế nếu họ chỉ vào chuối chú thà mà do thật thà họ thì họ thì ưu tàu nhưng mà có ốp quý khỏi mẹ quê khỏi này tàu à chết lo tàu tọ 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 chả tiền á Bạn nhìn lo lù chả thà đấy mà cái tính của rồi tì nó trẻ lý thế ơi nào chả chả lì thế ô trẻ và lý thì cái này cho coi thì anh cũng bởi vì cho anh to lên sống trong này là anh cũng biết cái hoàn cảnh của thôn và của nhà trường. Trước anh không có ý định là thế làm nhà đằng sau nhà trường để chuồng bò nó gần, nhưng mà anh về ở trước làm cái nhà nhà trường sau, thế là bây giờ thì để anh chuyển cái chuồng thì cũng không chuyển đi đâu được, bởi đất nhà anh là không ở khu quanh này là không có. Anh chỉ mỗi cái đất nền này thôi đúng không? Vâng. Thì bây giờ anh cũng mong muốn là bản thân thì cũng chưa chưa làm được cái gì để hỗ trợ cho nhà trường, nhưng mà cái anh cũng vừa rồi em tâm tâm sự ấy thì anh cũng chia sẻ bảo là nếu mà ai mà thôn hoặc là ai mà giúp được anh cái gạch này bột để kè xay kè lên để phân nước chuồn đấy nó không đi vào nhà trường ấy, với lại anh hiến đất để mình có cái đường rộng sạch sẽ vào 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 nhà. Vâng. À, có nghĩa là bây giờ hiện tại là ngày trước là cái đất của nhà anh là trên tận đây đúng không? Dạ Đất của nhà vâng. anh ấy, ngày trước là như chưa dỡ từ vào đá. Nếu quý vị nào hay xem trên kênh ấy cũng biết là ngày trước cái từ vào đá nó nằm ở đây. Sau là mình mở cái lối xin được anh mượn đất là cái từ vào đá mình bỏ hết xuống đây để cái vật liệu vào tập kết ở nhà sân nhà bí thư già đây. Vâng. Thì hiện tại anh như theo anh hiểu nôm na là anh cũng muốn hiến đất này đúng không? Đi ra Vâng, ngoài. vâng ạ. Anh cũng muốn hiến hiện đấy ra hẳn ngoài ra ướt này. Anh cũng muốn là muốn hiến hiến đất này để sau này bà con là Mình có lối đi vào trong sân tập kết vật liệu đây. có lối để ô tô vào Vâng, tập kết ô vật tô. liệu. Vâng. Anh cũng muốn hiến như thế đúng không? Vâng. Nhưng hiện tại Lại cái là thứ hai nữa là nếu mà con đường mà rộng ấy thì nước phân nước chuồn nó sẽ không bay vào nhà trường, rồi. nó sẽ sạch sẽ hơn nhiều so với lại đường hẹp. Đấy. Vâng. Cái này ý là anh là muốn là có ai hỗ trợ được cái phần gạch này để xây để phân xuống chảy xuống nhà trường đúng không? Vâng ạ. Tại vì là ở trên này là nhà anh có chuồng bò nhé quý vị nhé. Chuồng bò này. Đấy có đâm có phân ở đây với cả đất của nhà anh. Anh hình như là nhà anh có mỗi miếng đất này à? Đất Có nền với mỗi chuồng bò cái này. này thôi. Ở đằng trước, đằng sau, đằng cạnh không có. Không có mỗi Vâng. đất chuồng bò với đất Vâng. ở này, Cho đất nên anh chuồng cũng bò muốn nhà chuyển đấy. cái chuồng lắm chứ. Nhưng mà không có đất rồi. Đấy, đi đất anh là toàn là ở xa hết đấy anh ạ. Vâng. Là muốn là có ai hỗ trợ được cái phần gạch để kè cái này lên đúng không? Vâng, Vật liệu đúng đúng, không? đúng ý Tóm ạ. lại là vật liệu gạch phi bột Vâng. kè này lên để cái phân này mưa nó đã chảy xuống cái nhà trường này hôi chỗ này bẩn mất vệ sinh các cháu học đây này, tại vì dưới này là cái điểm trường quý vị. Vâng. Đấy như trên này là mưa to cái như là kiểu gì nó cũng chảy xuống. Ngày trước là có tường rào đá ở đây nhưng mà tường rào đá dỡ đây rồi. Mà tường rào đá xếp lên thì mưa thì nó vẫn cứ chảy xuống được tại vì nó có khe hở. Vâng. Đấy thì cũng theo nôm na theo mình hiểu là anh cũng mong muốn là nếu có quý cô bác nào mà cũng có là hỗ trợ được cái phần vật liệu mà kè vào đây để cho nó phân đỡ chảy xuống đây để bẩn mất vệ sinh đường thứ nhất là đường thứ hai nữa là quay quan trọng hơn nữa là môi trường của các cháu học tập. Đấy Vâng thì ạ. qua video này thì em Ngọc cũng
xin là mong muốn nếu mà quý cô bác mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm thì cũng hỗ trợ được cái phần gạch này là kè lên xây ở đây từ bên kia qua bên này để cái nước phân nó đỡ chảy xuống ấy, ô nhiễm môi trường với cả đỡ trường học ấy, chỗ trường học này này chủ yếu là sức khỏe của các cháu ấy. Vâng. Và anh cũng có cái lòng hảo tâm là nếu mà được như thế anh cũng hiến đất từ kia ra tận đây đúng không? Vâng, vâng. Đủ ô tô và ở đâu tận 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 đất nhà anh tận đâu? Đây à? Trước là đất nhà anh ở trong này cơ, nhưng mà anh bảo là nếu được thì mở rộng. Vâng. Mở rộng ra đơn, theo đường này là đủ ấy rồi. Theo nếu theo đường này là ấy rồi, theo đường này là ô tô vào được thoải mái ô đúng tô không? Vào được rồi. Đấy. Thì sau này nếu mà kè được ấy thì em sẽ ý kiến cho nhà nước để kè ránh này để có đường rộng hơn. Đường rộng hơn ra để kè vào. Tại vì nếu mà ở bản thì chưa có chỗ tập kết vật liệu đúng không? Chưa. Nếu mà ấy là cái chỗ sân nhà em này là nếu mà cho nhờ tập kết vật liệu thì cũng được. Vâng. Nếu mà như này là ô tô vào được mà. Vâng. Đấy, em bảo thế nếu mà còn tốt. Được được như thế, nếu mà nhà học tâm nào mà giúp được anh ấy thì em sẽ lấy cái đá của anh này kè luôn cái rãnh này. Vâng. Nghĩa là lấy luôn luôn được. Nếu mà ai có hỗ trợ được ấy, thì là thừa cái phần tiền vật liệu thì mua vật liệu xong đấy là đá kè này luôn nhờ. Đúng rồi. Để nó ô tô lấy nó luôn vào. Phần đá này kè. Ừ, thế cũng được. Vâng. Thế qua video này em Ngọc cũng mong muốn là nếu quý cô bác mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm thì hãy hỗ trợ một chút gia đình anh ấy cũng muốn là hiến đất, mặc dù là nhà anh cũng chỉ có cái đất chuồng bò và cái đất nhà ở. Cái chuồng bò của nhà anh ấy thì là đối diện cái cửa luôn. Vâng. Cũng không có đất nhưng mà anh vẫn mong muốn là hiến đất để cho cái lối mở đi vào, cái xe ô tô đi vào để lấy vật liệu cho bà con tập kết ở đây, nếu mà gia đình nào có điều kiện để làm nhà tập kết đây, tại vì bản chưa có chỗ tập kết vật liệu. Đấy, anh cũng có lòng tốt như thế, anh cũng muốn hiến. Đây là qua cái lời kể của anh với em già thì mình biết nôm na như vậy. Đấy, cũng xin chia sẻ đến cộng đồng là như thế, thì quý cô bác nào xem được thì nếu có lòng hảo tâm thì hãy hỗ trợ nhà anh ấy một phần nào đấy. Thứ nhất là để mua vật liệu kè. Thứ nếu mà được cái phần đất này ai hỗ trợ được một chút nữa thì tốt, tại vì anh cũng hiến cho cả cộng đồng thôn bản ấy. Ai bảo okay, anh cho xem cái đất nhà anh đến tận đâu mà vâng. Anh có mỗi một đời à? Oh. À từ cái tường rào đá đấy vào. Tường rào đá ấy. Ừ. Ở đây này, như đằng đằng sau là không có đất nữa, đủ mấy cái nền nhà đấy à, nhà anh này? Đủ nền nhà thôi. Liệu. Trước bảo mua thêm một ít đất của nhà bên nhà đất bên cạnh này. Nhưng mà ông đấy không đồng ý, bảo là sau này con cái nhiều đông còn xuống đây ở nữa. Không bán gì. Không bán. Thế nhà anh này ngày trước từ đâu chuyển đến mà không có đất? Nhà anh là lên trên này ở rẻ từ lâu lắm rồi. À, trước ở là rẻ ở vâng, trước là ở dưới anh em tầng. Nhưng mà chuyển lên trên này là lâu lắm rồi, từ lúc tầm khoảng 20 tuổi đi. 20 tuổi lên đây. Vâng, vâng, thì cũng được. Thế là đất nông lên nền này về cái chuồng bò của anh thì ngay cửa này luôn này. Vâng. Sau chuồng bò là cái đường đi lại luôn, là anh cũng muốn dù mặc dù không có đất nhưng mà anh vẫn có lòng là vâng. Anh muốn hiến cho dân để dân người ta đi có đường ô tô đi vào để tập kết vật liệu ấy. Vâng. Thế cũng anh cũng rất là tốt. Đấy, đất quỹ đất thì không có, bên kia tường rào đá bên kia hình như vòng quanh gần nhà ta. Đúng rồi. Quay quanh là đất, đất anh là ít lắm. Ở trong này trước em cũng có nói chuyện riêng với anh, bảo là chuyển cái chuồng để cho giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong nhà trường. Nhưng mà anh bảo là bây giờ tôi cũng chịu, không có đất để chuyển chuồng. Thế là anh mới bảo là nếu mà được ấy thì xếp gạch, kè gạch lên, xây gạch lên, xây gạch lên. Đỡ thì nó sẽ đỡ, đỡ, đỡ được cái phần nào vệ sinh. Vâng. Thế cũng được. Khó khăn lắm, ở trên này nhà anh thì cũng anh có một bãi đất ở trên này nhưng mà dốc quá anh không ở được, thế là ở trên đỉnh đất đồi đấy à? Vâng, đất đồi. Thế thôi, cố gắng thôi. Vâng. Anh lên cái video này anh chia sẻ lên, nếu có cô bác nào mà ủng hộ được anh, hỗ trợ anh một chút thì hỗ trợ, nếu mà không hỗ trợ được thì hỗ trợ được cái phần mà vật liệu mà xây cái tường thì cũng được. Vâng. Để cho cái các cháu học đỡ có mùi mà chảy xuống đỡ mất vệ sinh. Đấy. Thế thôi còn
Còn cái đường ở bên kia thì nhà nước lại đang đang đổ rồi, tại là Vâng. vật liệu mình lại cái mái tôn ấy thì là anh đang đặt ở dưới ấy rồi, dưới Vâng. thành phố rồi ấy. Vâng. Cái tôn kia là nếu mà lên được ấy thì em bảo anh em đi chở bên ngoài Ở kia, hồ vác ở trên ngã ba vác kia về vác thôi, ngã tại vì ba ô tô về. không vào được nữa, Vâng. người ta chở vật liệu ấy, vật liệu rồi ấy. Vâng, đang đổ đường dở ấy. Với lại ngày nắng được, ngày nắng ngày mưa nữa cơ. Đấy. Thế chấp nhận thôi, Vâng ạ. để mấy hôm nữa người ta mới kéo lên được, tại vì thành phố ở huyện người bây giờ cái cửa hàng ngày trước anh mua cho nhà bác Phứ kia đóng Chắc phải cửa đủ rồi, chuyến. đóng cửa rồi nó không bán được hàng ấy, ở trên này ít dân ấy. Vâng. Đấy, còn cái chỗ này là kè lên bắt đầu xây thì cái này lấy gạch bé xây kè lên thềm. Vâng. Còn bây giờ mình cũng chuẩn bị đi lên 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 chỗ bể nước xem mấy bà con xem đội thợ làm ấy. Đội thợ làm. Hôm qua quý vị xem từ đầu video đến giờ chắc là thấy em già có một cái điều gì khác biệt. Hôm qua là em già về bị ngã xe nha quý vị nhá, tại vì Vâng. là đi chở mẹ đi có việc Đi về. nhà chị gái và đi xuống kia bốc thuốc xong là em trở về không để ý cái đường nó kiểu như là vừa mới đổ ấy là có sỏi Sỏi nhiều, sỏi đừng đường có nó đang sỏi. làm Đấy. nó Chỗ này lu, cái bánh xe trượt một phát thế là bay bay thuộc cống. nhưng mẹ không sao đâu gì. Mẹ không sao à? Lúc đấy là mẹ đi cùng em rể cơ. Em lại đi một mình tự phi một một cái. Lúc đến nửa đêm hay sao, 8 giờ rồi. Lúc đấy 8 giờ 8 giờ tối tối à? rồi. Và Thế có sao, người ngợi có sao? là người em thì cũng không thấy sao nhưng mà sáng nay em thấy em dậy về cũng hơi tức ngực thì Đi em đi đi khám, khám. đi đi Vâng. khám, anh em mình cùng ra huyện, Dạ vâng ạ. tí ra anh em cùng ra. Vâng. Thôi thì sau đi xe cả tận đêm hôm đi tập chậm thôi, đi nhanh quá nguy Em hiểm. không để ý cái đường đấy lúc trượt có sỏi nhiều quá thế là em cái cua ấy em cua một tí gấp cua gấp xong là cái Đấy, qua cái video này thì em Ngọc cũng xin chỉ chia sẻ thứ nhất là thông báo về cái vấn đề là nhà bí thư già cũng tạm hoãn lại do là trời mưa mà cái mái tôn lạnh kéo ở thành phố chưa lên được, người ta chưa đủ chuyến, người ta chưa lên. Thứ hai nữa là về cái phần đất của nhà anh Hiến đất đấy, hai vợ chồng anh Hiến đất đấy, thật sự ra là cái đất của nhà anh đến tận đấy cơ. Ngày trước nếu mà quý vị theo dõi từ đầu ấy thì cái tường rào đá đến tận ngoài cơ, chỉ đủ cái một vết bánh xe máy một xe máy đi lại được thôi, nhưng mà do anh là cũng có muốn hiến cho dân bản tập kết vật liệu ở đây thì anh cũng muốn là nếu có mạnh thường quân hỗ trợ thì anh cũng sẽ sẵn sàng hiến đất cho để bà con mang vật liệu vào để tập kết ở đây, sau này làm công trình thì cho nó dễ. Chắc có lẽ cái video này em Ngọc cũng xin dừng tại đây thôi. Nếu quý vị cảm thấy cái video này hay và bổ ích thì hãy like cũng như chia sẻ cho mọi người cũng biết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.